Hương với nó, Hương chị đệ á. Rồi chào tất cả bạn nha, mời bạn cà phê bạn ơi. Bạn thấy lục bình nó tấp thấy ớn lạnh chưa? Quất liều phê xong là một hồi á, mình với đại cà lộc với chú Hiếu đi thăm lưới của đại cà lộc. Lưới đại cà lộc dăng ngay chân cái mỏ 4 đó, đó bạn, kéo dài ra ngoài kia. Lưới đại cà lộc thì lưới có con tắc à, mà lưới cũng ngắn lắm, khoảng 300 mét à. Hên xui nha bạn. Với lại nước này có húng ngon hung nữa. Mong kiếm được vàng cá rồi. Mời bạn cà phê nha. Bạn thấy ra sông Tiền cái không khí mát mẻ yên tĩnh ghê không? Tĩnh lặng. Không đã gì đâu bạn ơi, ra bên đây quất ly phê nóng. Nào giờ mình cứ uống phê nóng à. Phê đá cũng uống nhưng mà ít lắm. Đã. Thôi hẹn bạn xíu nữa nha. Đầu tầm tiếng nữa bắt đầu là cuốn lưới đó bạn ơi. Mong là bà cậu phù hộ kiếm được con Hugo ơi. Gì? Thào lao. Giờ mấy anh em mình bắt đầu cuốn lưới thôi bạn ơi. Bạn thấy sát bên tiện ghê không? Kế bên bè có củ có sủ luôn. Hôm nay đại ca lộc mình chơi thứ dữ luôn mà. Kiếm cái lăng khủng bố đây nè. Tại hồi trước Tết bạn mấy tháng trước nữa. Cách đây chắc cũng khoảng nửa năm à. Chỗ đó đó, ngay chân đá mình đó đó. Tay càng thủ quất cái lăng 22 kg. Câu cá bạn, dùng cần câu câu á. Hốt cái lăng 22 kg bạn coi đã gì đâu. Ở đây còn con cá lăng bự lắm. Nhưng mà mình văng lưới nè bạn ơi, tỷ lệ dính cá lăng cá ngát nó thấp lắm. Hai cái loại cá này nó khôn lắm. Hả? Cá lăng với cá ngát bạn thường nó vô lưới nó không đâm thẳng lưới, nó cứ lằn 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 theo mặt lưới á. Bởi vì hên lắm mới dính được nó. Hồi năm trước á, thì mình với cũ có sủ nó cũng bận, cá lăng hình như 9 kg nó cũng ngon ghê. Nhìn nó phình lên cậu nó đã. Đó siêu mẫu đó. Bữa nay chụp cái chân cái đầu mỏ rồi mà thấy tỷ lệ dính cá cóc cao lắm, như cá cầy. Đó, lên cục đá. Bữa nay có chú Hiếu đi theo chơi nữa, kéo lưới phụ qua đại ca lộc. Lấy kèn nè. Bắt đầu hốt hàng nha bạn. Bữa nay đại siêu mẫu cũng giăng lưới cái xác, giăng cái phao giăng vàng đằng kia. Cái gì vậy? Mà đừng nói bà giăng mà đè lên lưới của đại ca lộc nha. Ừ, bó tay siêu mẫu miền Tây chứ. Vậy vậy vậy. Trời ơi cái top. Lưới người đắt dính cái top. Ừ gì chịu nổi quá. Cái loại cá tớp này thì ở sông Tiền nhiều lắm bạn ơi. Cá tớp này xương không à, còn gọi là cá xương á. Nhưng được cá là mình chiên á, chiên mình giòn á, ăn ngon. Thì đâu có chăn đầu mỏ sao cá cày cá cóc đâu không thấy chân ông Lộc. Vậy không được nha, phải ngay đầu mỏ phải có cá cày cá cóc luôn chứ. Ồ, lưới siêu mẫu sát bên luôn vậy đó. Lưới cá sát, 4 con. Bào quá mà. Ở mấy làm xong hồi siêu mẫu tán cá sủ là khoảng chục ký cừ lộn ruột rồi. Cái gì đó, có gì đó ông Lộc. Hai con lượt luôn. Ủa, hai cá cóc bạn ơi. Quá đã. Có vậy chứ mới nói rồi mà. Cái chân đầu mỏ làm gì không? Dở ta lưới lên xíu ông Lộc. Dở cao lên xíu. Ừ. Rồi. Hai bởi vậy nên chân đầu mỏ làm gì chuyện không có cắt cóc cắt cày được. Hai con dính chùm bạn coi đã không? Đã được trời. Cốc 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 cốc. Ồ mới kéo được con 1 mét, 2 mét lưới gì. Tán hai con rồi. Kìa chú. Cá rồi chú. Vô. Một con. Quá đã bạn ơi. Thấy bữa nay có vẻ khả quan rồi, không đại ca Lộc ơi. Cá cóc tính ra năm nay là với năm rồi là ít hơn mấy năm trước nhiều lắm bạn.
gió vô. Ừ, mấy cá này cho nên Lộc bán có giá hơn. Ảnh ở trên Vĩnh Thạnh á, rồi hai ngày vậy đó thì chị ảnh chở về, chở ảnh chơi vợ ảnh bán chợ bạn. Bán cá lẻ nên cũng có giá. Bắt đầu lên hàng nữa nè. Cóc xong rồi tới cày, tới hú qua xa sủ, cái điểm này đủ loại cá luôn á. Tập trung đây cũng nhiều. Nhưng mà hên xui à, đúng con nước nó đi ăn thì ngon. Đó, cá lặn luôn kìa. Cá lặn của ông bị ông cũ ghê vậy. Ôi ôi, cá lặn luôn bạn ơi, thứ gì chịu nổi. Cái cá gì cũng bào hết. Cá lặn, cá lặn. Cá lặn. Ủa, cá lặn dèo con cũ ghê gì nè. Đó sư mẫu mà đang kéo. Gì không thấy cá mắm chân sư mẫu? Bạn lấy siêu mẫu mình vỗ ra một mình là tự xử hết. Ở sông Tiền này bạn thấy cái kéo lưới nó nặng dữ lắm mà, ở sông nó sâu quá, chứ đôi khi gọ nó cũng nhiều nữa, kéo lưới nó nặng dữ lắm. Cá đó chú vuốt hơi khó à, bắt quá khi sinh mặt lưới nó dễ hơn, tại lưới con Lộc nó cũng ấy rồi. Cá nó mạnh hơn, tại không gọng nữa thì tránh không bán luôn. Đại được, tại không gọng cho cá mạnh thì tránh không bán dễ. Hả? Đó, đó. Trời ơi, cá chó. Hả giờ ông Lộc đang me cá chó, đây lưới vào dính cá chó. Ồ kìa, trời ơi. Thời tới cản không nổi với siêu mẫu nữa rồi. Quá rồi bạn ơi. Vô. Ừ, thẳng xong lên luôn là cá Lộc ơi. Mày gì đâu nó làm một chùm thấy ớt mà chùm cây chăn cái ẩu rồi sao. Thường mấy cá chó nhỏ nhỏ đây khoảng ký rồi 2 ký rồi bạn, giá bèo lắm bạn ơi, 20-25 ngàn ký à, chủ yếu người ta mua ta nào trả. Nhưng mà ngược lại nha bạn, nếu mà con cá từ 5 ký cho lên là khác nha, cá chó đó còn gọi là cá cày á là cả 100 ngàn 101 ngàn ký mà. Bởi vì bạn đôi khi bạn thấy cái giá cá nó chênh lệch cỡ đó, nó khác, nó chỉ khác nhau độ chênh lệch đâu 1 ký 2 ký thôi mà cái giá cá nó trợn vực. Còn ba xa hú với cái sủ nữa không Lộc ơi? Cái mẫu đằng kia nó cá khúc xanh không kìa. Sao chú Hiếu nghe cá chạy bạc bạc vậy chú Hiếu? Trời ơi, em ngu vậy. Người ta lưới ông Hải dưới dạ mỏ xuống đây, giờ này lên trên dạ mỏ không? Ủa? Thằng à. Chín câu. Lưới này là lưới quét luôn à. Chín câu hồ à. Chú Hiếu nói dính bữa này là bằng chín câu hồ à. Lực bình quá trời. Đó, bông lao. Cái thứ này xong tiền lúc nào cũng gặp nó chứ. Dân lưới dân câu bao giờ cũng gặp nó. Quá trời lục bình luôn bạn con kìa. Kinh khủng không? Tán còn ó nó chú Hiếu. Ôi, chào chào. Khúc củi. Dính cái chăn cái bông lao luôn ghê chứ. Nói chung chú Hiếu thì nào giờ chỉ nuôi cá hầm rồi giỏi bạn, còn dân lưới thì chú Hiếu lâu lâu mới đi treo chú phụ anh em chơi thôi à. Chứ thường công việc chính của chú Hiếu là nuôi cá hầm á, cá he đồ này nọ, cái gọi là cái giống á.
khúc củi đó ký máy đó, nó nặng lắm bạn ơi, nó chắc thịt kinh khủng, bởi vì gọi là khúc củi á. Mấy bạn nào đón cá không gành, nhìn cá này bạn đón trên trời với biển liền á, thấy nhỏ nhỏ chứ nặng ký bà có luôn, thịt nó chắc nghịch nè. Cá này chú ý cũng bán nạo chả, tại do nó xương nhiều lắm bạn, nhưng ngược lại làm chả ăn rất là ngon. 25k ký. Còn trên đây cá lọc thì có thể 30-35. Con đó nó ngủm của tỏi rồi chú Hiếu ơi. Cái dao cháo này nó mau chết lắm bạn, còn gọi là học trò á. Nó làm lưới chút xíu rồi chết queo à, chết còn nhanh hơn là cá sủ nữa đó. Lặn đầu ăn ra đây, lặn ngoài có cá sủ nữa mà. Lưới của đại ca lộc có con tắc à, bởi vì tỷ lệ dính cá nó cao hơn là lưới tắc ba nhiều lắm. Bạn thấy lưới chỉ chênh lệch nhau một tắc thôi, nhưng mà tỷ lệ cá nó dính khác nhau nhiều lắm bạn ơi. Có nhiều cái cá, dây mua cá, dây đục đó. Trời cái máy xe ớt lạnh luôn. Ồ, chạy khoát rồi sống đánh. Sủ đâu bà cậu ơi. Phịch lên chắn giờ 5-6 kg còn đã lắm trời. Cái đồ cháo nãy ra tới đây mà vẫn dính cái đồ cháo ta. Cái dao cháo thường nó cũng hơi gần bờ bạn, xa bờ cũng ít lắm mà sao cũng dính mà phà. Đâu rồi, đâu rồi? Cá mắm gì đâu rồi? Hy vọng xỉ lưới ơi. Ngoài đây tỷ lệ dính xác sức dính cá lóc sủ cao lắm nha bạn, thì nói chung ở sông Tiền thì chỉ có cái sủ là cái giá trị cao nhất, ngoại trừ cá hô nha, với cá bông lao. Ông bắt mạch đồ con đúng lọc. Bắt mạch con cá chạy gì không ông? Bắt mạch đó. Giống như dàn lưới đi làm lưới, giống như đi thăm câu vậy đó, bắt mạch rồi. Cho nó trôi lên tuốt trên này xa quá ông Lộc ơi. Ông dàn kiểu dàn chéo luôn rồi. Mình coi cái đầu lưới hồi nãy gần bèn của cái sự mẫu dưới đó đó, mà chú cũng lên tới trên đây mà thấy cái nào đó, thay vì lưới ta căng ngang, lưới đại ca lọc căng kiểu 45 độ. Chịu đời nói không, tại nước nó hơi chảy hơi mạnh quá luôn bủa. Tán còn cái sủ rồi lấy lòng tin lên nghe. Ủa bữa nay đại ca Hồng đi thả lưới cái mày trắng gì ta? Mày Vinh hả? Xa xa anh kia bằng đại ca Hồng với ông Tám đâu cho nó. Ủa đi thả lưới cá mè Vinh với cá mài trắng, tự lưa cá sát lùm lum chánh. Ở đây tại những tới nước là ai cũng đi giăng lưới giăng câu đồng lọt hết trơn bạn ơi, một lọt không à, tới nước thăm cũng thăm một lọt. Mà sao nãy giờ không thấy tôm càng luôn Lộc? Đâu từ lúc gần Tết tới giờ là cũng có tôm càng lai gai rồi đó, nãy giờ cũng chưa thấy. Mỗi hồi
Cái gì sao đít bạn con chó có hai luôn rồi. Không cái đường này cũng cá cũng ngon lắm không giỡn hoài. Dạ nó xin bạn ngủ đó, trong đây nè. Lại đánh. Nghe chạy hả, chú Hiếu? Nghe cá chạy hả? Không có. Nó vẫn chơi thôi, nãy giờ kéo cũng 30-40 mét rồi nha, chưa thấy mặt mũi cá nữa đó nha. Ra khúc ngoài đây sao có hơi hiu hiu ta. Nãy khúc trong kia làm ngon lành quá mà các bạn. Nãy giờ cũng mới một lao rồi. Tính ra người dân ở sông Tiền này một năm thua văn lưới nè, dính một lao biết bao nhiêu mà nói. Những cá hô gì thấy kéo hơi nặng nặng nha chú Hiếu. Đằng bạn cá hô nha bạn. Chỗ này cũng có một con cá hô nữa nè. Nó lẩu lên cứ đụng đụng vậy đó. Bạn thấy với lưới một tắc hay là 8 phân ở sông Tiền này dính cá bự khoảng mười mấy 20-30 ký vẫn dính như thường. Tại ở đây họ dùng lưới họ có túi dơ có dây giật hết trơn bạn. Bị mấy con cá bự bự á, nhiều khi nó vô túi lưới là lụm gạo hết à. Sủ đâu bà cậu ơi. Nãy giờ chưa thấy cá sủ nào hết bà cậu ơi. Ồ ồ. Nổi gà ốc cho bạn. Thì nó ửng lên kìa. Điều này đúng thiệt, đuối thiệt. Chú Hiếu như này cà lọc gỡ bọc ghế còn mỏi tay luôn. Ai vậy hả? Làm nghề này hên xui mà. Phình lên ơi, trời ơi nãy giờ chờ đợi lâu lắm rồi các bạn. Chưa thấy nó phình lên vẫn trắng gì hết trơn vậy. Toàn là phình bọc không à. Còn bây giờ ghe cò chạy bằng thấy ớt lạnh không? Nước chuẩn bị đưa xuống mà, bởi vì ghe cò chạy dữ lắm. Ó rồi tấp nập luôn. Còn là xà lan cát đồ nhiều. Với mấy cái xà lan chở mấy cái gạo lúa thức ăn nữa. Quá trời quá đất. Còn ở đây thì thôi khỏi nói à, bông lao lĩnh bình lĩnh bỉnh. Ra khúc mà đây nó dọn nước chảy hơi mạnh các bạn. Bởi vì quá trời bông lao. Hôm nay chú Hiếu với lại cà lọc thì gỡ cái bông lao là đuối luôn rồi. Cũng gần hết lưới rồi bạn ơi. Mong vớt giác kiếm một con hai con cá sủ rồi. Tình hình vậy là sao ta? Đừng nói mua bông băng thuốc đỏ nha bạn. Nói vậy thôi chứ còn lưới là còn hy vọng. Tới cờ đó là hết rồi đó. Đi đâu lục bình quá. Bởi nó cho linh bình linh bình. Còn mấy năm trước lục bình đó mà đây đâu có rễ đâu có nhiều dữ vậy mà. Chỉ có năm rồi á, gần Tết chứ tới giờ quá trời luôn. Trời ơi cá sát cái gì kìa. Hốt luôn cá sát luôn mới ghê chứ. Cái xác các bạn thấy không? Thấy bọng ni lông không ha? Hốt luôn cái xác luôn. Cái xác đầu khoảng có 10 con, 20 con đó là thôi thôi. Có lạc hay hấp được bình nó thứ gì chịu nổi bạn. Cái xác được cái thịt năng béo lắm. Nhân lưới bắt cá sủ mà sao không thấy cá sủ mà thấy cái xác nè. Ừ, người ta đi bắt cá sát thì không thấy dính cá sát. Còn mình không muốn đi bắt cá sát mà lại dính cá sát. Ghê chứ. Gần hết lưới rồi bạn ơi. Hy vọng ông ghi bàn phút 99+3 nè bạn ơi. Đó phụ nè. Bà cậu thương tình cho thêm con bà cậu ơi. Gì chắn bóc không vậy? Còn bông lau. Nhiều khi bị qua mắt luôn các bạn. Nhiều khi mấy bọng ni lông này ẩn lên nhân trắng cứ tưởng là dính cá sủ không à. Phải không chú Hiếu? Còn gì nữa đâu mà không giới sầu. Cá hô.
chuẩn bị kết thúc chương trình. Tán còn chụp ba lửa liền, còn lưới là còn hy vọng mà. Nói gì nói vậy đâu bạn ơi, ăn ngủ vậy thôi chứ thật ra thấy hy vọng mong manh lắm mà. Quá mong manh dễ vỡ. Từ từ chứ quỷ hết lấy chiếu nó từ từ. Mà cậu nói ông dính lưới cá dính đằng đó không? Chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. Kết thúc cái là kết thúc. Bữa nay ba anh em mua bông băng thuốc đỏ rồi bạn ơi. Mới đầu khúc trong kia tao nói làm lia lịa thấy mê quá trời. Tưởng đâu là hôm nay trúng mánh rồi. Ai ngờ đâu kéo ra đây gần 200 mấy mét lưới không có con cá bạn. Nó đâm khúc gần bờ không à. Thì cá mắm giờ không biết đường mà lặn. Bao nhiêu phao của đại ca Lộc nó nói linh bình rồi. Dạ mấy anh em mình về thôi bạn ơi. Bữa nay bể đầu sức chán tì le hụt me. Mấy đầu vô kia dính hai cái cốc. Xong xíu gì hốt con cá lăng, xong hốt con cá cho cháu. Lia lịa mê chứ. Thăm đứa em mày nếu dính cá gì là ngon lắm các bạn. Nhưng ngược lại ra cất ngoài đây 200 mấy mét lưới không có con cá nào hết. Tệ thì... Giờ về thôi bạn ơi. Quá trời lục bình luôn. Dằn lưới đây gặp mấy cái lục bình này quải trà đậu với dằn câu nữa. Coi tướng cái đại ca Lộc tôi ngồi đã không. Sốc mà sôi chứ. Cái ngày lưới neo năm nay thấy có vẻ chua chát hơn là năm rồi nữa bạn. Tại năm nay nước lũ về cũng ít quá so với mấy năm trước. Với một phần nữa là do trên thượng nguồn á, họ xây đập lưới điện á, trên Campuchia, Lào đó bạn. Hồi xưa giờ thì ở miền Tây mình thì nhờ cái cá cái ở trên thượng nguồn nó về. Mà họ xây đập lưới điện đó thêm con nước lũ nó về ít nữa đó. Thì cá trên thượng nguồn về ít lắm, chứ không được nhiều như mấy năm trước. Bữa nay thành quả vậy cũng tạm tạm được. Ở trên Lộc thì nói chung thì bán cá lẻ đó, đem mà chợ mình bán á, nên cũng có giá cá nó cũng cao, nên mình đỡ được phần nào. Chứ không hồi mà nếu mà cá này mà ở dưới đây thì thua luôn mà, không có nhiều tiền á. Giờ bàn vô cái đóng bình này cũng hơi đuối đuối nè. Gặp cái máy giữa bạn, hơi khó chút, ở trong đây sợ như lục bọc ni lông đồ á, hơi chua. Quá rồi, cụ có sủ tôi chịu đời nổi không? Được mình bao khắp hết bè cá. Giật số ve liền ha. Công nhận máy giữa tiện gì bạn. Cụ sao không hỏi bên này chúng hát chờ ông cụ? Sao không hỏi chúng khác vậy nè? Không nghe la gì chứ. Không nghe cái đài phát thanh Đồng Tháp la ông chùm là biết rồi. Chúng hay thắt rồi. Đây nè bạn ơi, thành quả. Đây con cháo. Con này chắc cũng khoảng ký rưỡi có bạn. Tại cái này nó thịt nó chắc lắm. Ngon lành ha. Cá xé. Khui. Bọc ni lông thì thôi cả đóng. Đây thành quả được hai cái cốc nè. Cái cốc này có ngon lắm bạn, nhưng cái là nó hơi xương nha, thịt nó ăn béo ngọt lắm. Chứ ừ, cái này cái vỗ đâu đây vậy trời, nhưng cái lăng đó kìa gậu lúa đã không lăng nha. Cốc đã mạnh sẵn ha. Cái cốc này mấy bạn chân tương ngon lắm, nhưng cá cày. Ừ, cái chó nãy quên ha, dính luôn con cái chó nữa làm chi. Quên. Nhưng ra thành quả hôm nay cũng tạm tạm được. Nhờ khúc trong đây không. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau ha. Đã không? Đây cái lăng. Đổi mày, đổi mày. Rồi chào bạn nha.
Rồi hôm nào có dịp mấy anh em mình sẽ phục thù lấy lại những gì đã mất bạn ơi. À, chào bạn nha. Ủa, đại ca hiếu luôn kìa.